Hello, hôm nay Hà Lùng vô bếp nấu cái này nè quý vị khán giả ơi. Cái này chính là bún cá mòi Thái Lan. Trời đất ơi, mùi rất là thơm nha, nồng nàn luôn, thấy màu đỏ ươm đã không? Hà Lùng có bỏ cà nè, rồi thơm nè, rồi có tương cà nữa, rồi cái nước sốt của cá nên nó vàng ươm vậy đó. À quên, nó đỏ vậy đó, còn đây là xoài. Bữa nay nấu xôi xoài nữa, xôi xoài Thái Lan luôn. Mà má ơi, đi ra ngoài chợ không có xoài chín. Hà Lùng mua cái này xoài két hòa lộc mà nó hơi dốt dốt, mà bây giờ về cắt cá chua, trời ơi chua té đáy đó. Xôi thì thơm nức mũi rồi nè, thơ xôi đây 15 phút nữa mới mở nắp ra được. Cái nồi này của nhà lùng là phải nấu 75 phút nó mới 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 chín cơm. Xôi thì cũng vậy á, rồi mới mở cái nút ra được, còn bây giờ nó còn đang như vậy là không có mở cái nút ra được nè. Cái nồi này nó chướng khí lắm đó. Nếp là của anh Minh Tuấn hàng xanh tặng hồi Tết đó, để dành riết tới giờ, mùi nó